What's up? Hello. Xin chào các anh em đồng dâm. Hôm nay mình sẽ cùng mở hộp thêm một con bàn phím. Đây là con bàn phím giá rẻ với giá chỉ có 399.000 thôi. Chứ vậy chưa đến 400.000 nữa. Giá cực rẻ luôn. Vậy liệu nó có đáp ứng được đầy đủ các cái chức năng của con phím cơ hay là có gì đặc biệt? Mình sẽ cùng xem chi tiết con này nhé. Đầu tiên mình sẽ đến với cái màn gọi là đập hộp bóc chinh phá zin. Đấy, cái màn này là hầu hết tất cả các anh em đều khoái. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn sơ qua cái hộp trước. Hộp của nó làm bằng bìa cắt tông giấy thôi, tại vì có thể là để tối giảm cái giá thành mà nó đưa ra. Ở đây là chúng ta sẽ có các cái thông tin của thằng sản xuất. Thằng này là thuộc của thằng hiệu B2 Zero nha các bạn. Con này là Zero Esports Gaming Gear. Đây, chữ Z chính là cái biểu tượng chính của cái thằng này. Ở đây là Mechanical Keyboard, tức là bàn phím cơ. Rồi, không có gì đặc biệt cả. Rất là đơn giản thôi. Đây, ngoài ra nó còn có một cái tem để chống hàng giả nữa. Đó, mình sẽ bóc trên luôn. Rồi, ở đây trên tay của mình đang là bộ bàn phím màu trắng. Mình sẽ review con màu trắng này nhé. Nếu mà các bạn hỏi vì sao mà review con màu trắng này thì tí nữa mình sẽ nói sơ qua. Ở trong này nó còn tặng kèm cho mình có một cái nhũ keycap nữa. Và đặc biệt là nó sẽ tặng kèm luôn cả một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và tất nhiên là nó sẽ bằng Trung Quốc hết các bạn ạ. Tất nhiên rồi, nó sẽ bằng tiếng Trung Quốc hết. Nếu mà các bạn nào mà giỏi tiếng Trung thì có thể dịch ra chỉ cho các em. Còn app thì thôi, app Pro là không cần phải hướng dẫn viết gì đâu. Rồi, và đây chính là anh em nó. Các bạn có thể thấy có một cái form chuẩn của con Zero, tức là siêu gọn luôn. Từ các cái phím nhìn xuống thì chúng ta nói sẽ các cái viền xung quanh nó sẽ bo hết tất cả cái bàn phím và không có hụt ra quá là nhiều, tức là không có lòi qua quá nhiều nhựa nhiều, tức là nó sẽ thiết kế tối giản gọn nhất, gọn gàng nhất. Những con như thế này thì phù hợp với những cái người nào mà có cái bàn có hơi chật hoặc là những người thích những kiểu nhỏ gọn. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có cái logo Zero Esports Gaming Gear. Logo này thì nó được làm bằng nhựa. Và cái đế này cũng bằng nhựa luôn. Tất nhiên rồi, vì con này là cái con thuộc dòng cơ thực là rẻ nhất của thằng Zero rồi. Tuy nhiên thì cái ngựa này thì nó làm bằng nhựa nhám. Nhựa nhám sờ vào rất là sướng. Và cái logo nó được nhập nổi lên, khá là tinh tế. Đây, nhập nổi lên chứ không phải là nó in khắc laser lên, nó vẽ lên đâu nhá. Và cái nhựa này nhựa nhám. Con này thì rất là mỏng các bạn. Nhìn thế này mỏng lắm. Và nó nhẹ, tại vì nó là hoàn toàn bằng nhựa mà, không có kim loại đâu. Ở đây chúng ta chỉ thấy có đúng một con ốc ở đây nó lòi lên thôi. Còn tất cả các con ốc đều được giấu kín ở dưới các cái phần phím như thế này. Nên các bạn có thể thấy là nó khá là đặc biệt ở chỗ đấy. Nó sẽ không có lộ ra những con ốc. Rồi, ở đằng sau chúng ta sẽ có hai cái lẫy. Đây, hiệu Zero, có mã số series và các cái cao su chống trượt. Chúng ta sẽ thấy có cái ba cái lỗ bé tí này. Đây là cái lỗ thoát nước nhằm để chẳng hạn như mà nếu mà các bạn chẳng may mà đổ nước vào á thì có thể là nước nó sẽ chảy ra bằng đường đấy và nó sẽ gây ít tổn hại nhất đến cho cái mặt điện ở trong này, chứ không phải là hoàn toàn chống nước nha các bạn. Nếu mà chống nước thì các bạn thử đổ vào cái là vỡ mồm luôn, ăn luôn đấy. Rồi, vậy thì con này tuy là giá hàng đắt rẻ nhưng mà nó vẫn có giữ được các cái ưu điểm, ví dụ như là cái dây của nó vẫn là được bọc dù rất là chắc chắn như thế này. Tất nhiên thì cáp thì nó sẽ không được mạ vàng nhưng mà nó vẫn có logo in ở dây cáp của hiệu Mitu và có cái chip chống nhiễu ở đây. Đấy, rất là ngon. Và cái điểm đặc biệt hơn đó là vì sao mà mình lại review con màu trắng mà không lại là con màu đen, để cho các bạn nhìn thấy rõ cái này. Đây chính là cái điểm đặc biệt của cái con bàn phím này, chính là những cái cây cáp. Đây, các bạn có thể thấy cái màu giữa chữ của nó là màu vàng. Thì cái này không phải là khắc laser đâu nha các bạn,
không phải là cắt laser để mà vẽ lên đâu. Đây, mà nó chính là double shot hai lớp. Lớp ở nhựa ở trong nó sẽ dùng là lớp nhựa vàng. Chính vì vậy mà các bạn nhìn thấy chữ của nó sẽ là màu vàng rất là nổi bật. Mà không cần có LED thì chúng ta vẫn có thấy rõ ràng được cái màu chữ của nó. Đấy, con này có một cái đặc điểm nó keycap đó khá là hay. Và tất nhiên con này nó sử dụng Blue Switch của thằng Zero luôn. Nó thằng Zero nó tự chế, tự làm Switch luôn đấy. Rồi, và Blue Switch của con Zero thì nó có một cái đặc điểm đó là lực bấm nó sẽ không có nặng lắm và kêu cũng tạm ổn thôi, chứ còn là kêu hơi to thôi chứ không phải gọi là mắc to, dành cho những cái bạn nào mà không cần thiết phải đi, không thích những cái tiếng kêu quá điếc tai thì con này khá là ngon. Bấm kêu cũng rất là nảy các bạn. Đó là về cái cơ bản bên ngoài các bạn có thể nhìn thấy. Rồi, ngoài cái form chuẩn của nó, tức là cái form bàn phím của thằng phím cơ này thì là một form chuẩn nên các bạn có thể dễ dàng mình có thể chơi được keycap. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cũng có thể vào trong link phía dưới mình để mình sẽ có các cái bộ keycap mình thay thế. Và cái phông chữ của con này thì làm rất là nhỏ, phông chữ nhỏ thôi, không có rườm rà như những cái thằng bàn phím cơ tàu khác. Nhìn phông chữ của nó khá là nhỏ nhắn và dễ thương đấy, mắt nhỏ luôn, nhìn rất là gọn gàng. Nói chung nếu ai mà muốn sử dụng con này thì nó phải thiên về cái thiết kế gọn gàng. Và con này mình có thể mua cái cáp về mình độ vào các cái màu các kiểu, ok luôn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ thử luôn về cái cảm giác bấm cũng như là cái tiếng kêu của con này nhá. Ok, let's go. Rồi đây, và mình đã zoom cho camera vào gần hơn thì nó sẽ thu tiếng tốt hơn. Bây giờ mình sẽ gõ một đoạn văn bản cho các bạn xem nhé. Thì cái con này cũng là phím cơ Blue Switch nên tiếng của nó cũng kêu rất là to và sẽ có click và có khắc, cho nên là các bạn gõ nó sẽ có cảm giác sướng tay hơn. Đấy, thử luôn. Đó, bàn phím của con này gõ khá là sướng tay vì lực bấm của nó không quá nặng. Đó, mà tiếng cũng không quá to, nói chung là rất là ok vì nó thuộc dạng tầm trung thôi. Và đặc biệt là các cái nút cắt, nút shift của con này và nút enter. Đó, mình gõ rất là sướng, không hiểu sao những cái con này thì nó có cảm giác gõ rất là sướng các bạn ạ. Đấy, và đặc biệt là cái con này nó có cái nút này là nó sẽ vẫn có hỗ trợ đèn LED cho các bạn. Đây, chẳng hạn như nút cắp lắp thì nó vẫn hỗ trợ đèn LED. Hoặc là nếu như mình mở chế độ Winlock, tức là khóa cái nút Windows này, thì nó vẫn sẽ có cái đèn LED hỗ trợ cho các bạn. Đấy, ví dụ như nút Scroll Lock này cũng vậy luôn. Nút Scroll Lock này thì không có các bạn ạ. Nó chỉ có là nút cắp lock, tức là ấn phím... ấn cái nút in hoa đấy, chữ in hoa đấy. Đó, thì nó sẽ có. Còn tất cả các cái nút còn lại thì nó đều không có LED nha các bạn. Nhưng mà yên tâm là con này nó có làm double shot và có hai màu chữ. Đấy, thì cho nên là nó vẫn có thể hiện được cái vẻ đẹp của nó. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua luôn cái con màu đen nhé. Con bản màu đen xem được các bạn có thể có thấy cái sự khác biệt gì khác không nhé. Đây, và đây là cái con Zero không có LED này, phiên bản màu đen. Các bạn thấy rõ ràng là cái màu keycap, màu double shot keycap màu vàng ở trong rất là nổi bật trong cái nền màu đen. Và màu trắng thì còn càng nổi bật hơn nữa. Nó khác với lại những cái con khác thì không cần thiết là phải có khắc laser thì mới nhìn thấy rõ phím. Giống như nếu mà mình dùng double shot thì thường là nó sẽ bị màu đen, nó sẽ bị mờ, khi không nhìn thấy rõ được các cái ký tự ở trên.
giống như là cái con bóp lân của bên mình vậy á. Thì con này nó đã khắc phục được cái nhược điểm đó, rất là hay. Nhà sản xuất này làm rất là thông minh. Đấy. Rồi các bạn có thể thấy được hai con nó như thế nào. Hai con mình để cạnh nhau nhé. Đây. Con màu đen thì mình cảm giác như là nó hơi nhám hơn một chút. Các cái nút nó cũng vậy, nó hơi nhám hơn. Hơi nhám sần sùi hơn một chút. Còn con màu trắng thì do nó là màu trắng nên các bạn không nhìn thấy rõ cái độ nhám của nó. Và nó sẽ được nổi bật hơn ở chỗ là các cái nút như thế này. Màu cam nó sẽ được nổi bật hơn. Còn màu đen thì các bạn thấy nó cũng rất là nổi bật nhưng mà không bằng màu trắng được. Nếu các bạn muốn mua thì có thể click vào link bên dưới, mình để lại phần mô tả. Giá của nó chỉ là 399.000 thôi. Và đặc biệt là nếu mà các bạn mua thì nó sẽ được tặng kèm thêm cả cái nhổ cây cát nữa. Đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào trong kỳ sau nhé. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like và subscribe giúp mình. Bye bye.